Vào giai đoạn trước thăm Skip, khi mà đa phần fan vẫn chưa biết Haki là gì, thì trái ác quỷ đã là thứ sức mạnh tối thượng bá đạo nhất hơn hẳn mấy thanh niên tập gym hay là tập tạ. Tuy nhiên sau khi Haki xuất hiện, nó lại trở thành một hiện tượng và được gọi là bố của những trái ác quỷ. Với vô vàn công dụng từ chiến đấu đến đời sống, thậm chí Haki bá vương cấp cao còn là thứ có thể hủy diệt thiên địa theo đúng nghĩa đen đấy. Cộng kèm với lời tuyên bố của Kaido thì lúc này đa phần fan đã thiên về hướng Haki mới là thứ sức mạnh tối thượng. Thú vị thay, Oda lại tiếp tục quay xe, trình làng một loạt những năng lực trái ác quỷ mới từ Nika, yêu quái ngũ lão tinh cho đến Im-sama vẫn chưa lộ diện nhá. Điều đó khiến mình tự hỏi rằng suy cho cùng Haki và trái ác quỷ đâu mới là bố? Và hai trường phái lạm dụng trái ác quỷ và thuần Haki thì đâu mới là trường phái tối thượng? Đến với video ngày hôm nay để tìm hiểu điều đó anh em nhé. À, dừng 2 giây để bấm like đi bà con ơi. Game One Piece anh em ơi. Quá trời quà tặng đại chiến thế giới, săn lùng trái ác quỷ và PK không ngừng nghỉ. Hai tập plus nha anh em, bên dưới mô tả này. Về điểm yếu, nếu vừa có trái ác quỷ xịn sò, vừa có Haki bá đạo giống như bố già hay là Kaido thì quá tuyệt vời mà không có gì để nói cả. Nhưng đó chỉ là số rất ít mà thôi. Thay vào đó, phần lớn nhân vật ở trong One Piece sẽ theo hai hướng, một là thuần Haki, hai là sẽ lạm dụng trái ác quỷ. Và thứ đầu tiên chúng ta cần phải so sánh đó là điểm yếu của hai trường phái này. Đối với trái ác quỷ thì ai cũng biết rồi, hai điểm yếu chí mạng nhất của những người này đó là nước biển và đá biển. Một nhân vật mạnh như Marco chỉ trong thoáng chốc lơ là đã bị dính còng đá biển thôi là ngay lập tức mất khả năng chiến đấu trong trận Marineford luôn. Còn nếu rơi hẳn xuống biển thì dù là Kaido, Big Mom hay Dâu Trắng cũng sẽ uống một bụng nước và sống chết hoàn toàn dựa vào ý trời hoặc là ý Oda. Một số trái ác quỷ đặc biệt khác còn mang theo tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ biến người dùng trở nên xấu xí như là Beta Nomi, do dỉ độc ra ngoài ảnh hưởng đến người xung quanh như Doku, hay kể cả Yami tối thượng của Dâu Đen nữa cũng khiến hắn chịu đau đớn nhiều hơn mức bình thường. Nhưng tác dụng phụ lớn nhất mà ít người nhận thấy đó là liên quan trực tiếp đến những trái Zoan. Theo định nghĩa thì Zoan sở hữu một linh hồn động vật bên trong nên nó thường xuyên tác động, thậm chí là thay đổi tính cách của chủ sở hữu. Cứ nhìn vào Luffy chúng ta sẽ thấy nhá. Trước đây bạn bè của cậu chỉ cần xê sắt nhẹ thôi là Kuru đã cực kỳ phẫn nộ và chiến đấu với mục tiêu hạ gục đối thủ càng nhanh càng tốt. Đằng này tại Ekid, Vegapunk bị xiên hết lần này đến lần khác. Cùng với đó là Kuma, Sentomaru cũng bị thương không hề nhẹ. Thế mà thằng Lù vẫn cười hi hi, ha ha, hô hô như là hít bóng vậy. Thậm chí còn nhây trong chiến đấu nữa chứ. Đó thì chính là tác dụng khó chịu nhất của những trái Zoan Nika nói riêng đấy anh em ạ. Mặt khác, người dùng Haki chỉ đơn thuần là đang dùng chính sức mạnh mà bản thân mình luyện tập được thôi. Họ không sợ nước biển hay đá biển mà còn có thể tự do bơi lội, thậm chí lợi dụng chính điểm này để có thể hạ gục những kẻ dùng trái ác quỷ khác tương tự cái cách mà Băng Tóc Đỏ hay làm. Haki cũng không bị khắc chế bởi bất cứ điều gì, trừ khi gặp người có Haki mạnh hơn thì mới toang thôi nhá. Nếu ăn trái quỷ, anh em chỉ có thể random một năng lực và gắn bó với nó đến suốt cuộc đời. Dù nó có phế ra sao, vẫn phải cam chịu. Trường hợp đặc biệt của Tít thì chúng ta cũng chưa biết nhá. Riêng về Haki, chỉ cần luyện tập chăm chỉ là có thể sở hữu hai dạng cơ bản. Sau đó chúng ta cũng có thể dần dần nâng cấp nó tùy theo khả năng của từng người. Thậm chí nếu đạt đến một level nhất định, Haki quan sát còn có thể thấu thị hay là bao quát với phạm vi cả hòn đảo giống như cái radar vậy. Còn Haki vũ trang thì khỏi cần nói rồi, hai dạng xuyên phá là quá đủ để đập tan bất cứ một thứ gì. Và tóm cái vế lại, ở mục này người thuần Haki có thể áp đảo hoàn toàn so với người dùng trái ác quỷ vì họ không gặp bất kỳ một cái tác hại nào. 1-0 nghiêng về Haki. Về siêu năng lực trong chiến đấu và đời sống, dù người dùng Haki có thể toàn diện hơn trong chiến đấu, nhưng mà trong một số tình huống nhất định, suy cho cùng họ cũng chỉ là con người bình thường thôi, không thể nào so sánh với những siêu năng lực mà trái ác quỷ mang lại. Chúng ta cứ lấy năng lực của Dâu Đen ra mà nói nhá. Hắn có thể dùng Gura Gura để thổi bay tổng bộ hải quân trong một đòn, và một vài nhân vật sở hữu Haki báo vương khủng như Gáp cũng có thể làm điều đó.
Nhưng nếu nói về việc hấp thụ năng lực trái ác quỷ khác từ Yami Yami thì người dùng Haki chỉ có thể lắc đầu, lắc eo, lắc tất cả mọi thứ mà thôi. Một siêu năng lực đáng mơ ước khác nữa đó là Wapu Wapu của Van Ogre. Tại Derosa, dù Fujitora, Luffy, Zoro đều có Haki mạnh hơn Doflamingo nhưng họ lại bất lực nằm trong lồng chim. Ngược lại, nếu là xạ thủ của băng dâu đen, hắn gần như có thể nhảy ra, nhảy vào bất cứ lúc nào, thậm chí còn mang được cả đồng đội nữa. Hay là Giro Giro của Viola cũng thế nhá. Đây là trái ác quỷ có cách hoạt động tương tự Haki quan sát trong việc bao quát phạm vi rộng lớn xung quanh. Nhưng Haki thì làm gì có khả năng đọc suy nghĩ hay là quá khứ của người khác chứ đúng không nào? Và tóm cái vé lại, trong một vài trường hợp đặc biệt, siêu năng lực mà trái ác quỷ mang lại đôi khi lại trở nên vô cùng đáng gờm mà không một người nào dùng Haki có thể so sánh được. Ngoài ba ví dụ bên trên ra, chúng ta còn có hàng trăm trường hợp khác cũng vì mỗi trái ác quỷ mang lại đến một tác dụng riêng, chứ cũng không chỉ đơn thuần chỉ dùng để đánh nhau thôi nhá. Tuy nhiên, thứ mà mình muốn nói nhất thì chính là điểm khác biệt quan trọng giữa người dùng Haki và người dùng trái ác quỷ mới được Oda 2 gần đây này. Không gì khác ngoài sức chịu đựng của cơ thể. Chúng ta cứ nhìn Gap mà xem, ông là người dùng Haki top server, chắc chắn đạt cấp cao ở cả ba loại. Nhưng suy cho cùng, ông vẫn chỉ là người bình thường, bằng xương, bằng thịt. Vì cứu Kobe và rơi vào bẫy của Shiryu, ông nội Luffy đã lãnh chọn một cú nhát đâm xuyên người và từ ấy cũng yếu đi trông thấy đấy. Nếu thay vào đó Gap là một người ăn trái Zoan hay bất kỳ một cái năng lực cung cấp khả năng phục hồi nào khác thì có lẽ sao huyệt của dâu đen giờ đây đã tổ chức đám ma linh đình rồi anh em ạ. Người bạn chí cốt của Gap là Roger cũng vậy. Ông dù có cơ thể siêu phàm nhưng vẫn chỉ là người bình thường dùng Haki, vẫn phải thất bại trước bệnh tật. Nếu bằng một sự may mắn nào đó Roger ăn được trái OPOP thì có lẽ giờ đây ông đã đang thống trị đại dương chứ cũng không đùa đâu. Tất cả những điều đó suy ra rằng người lạm dụng trái ác quỷ dù có nhiều điểm yếu nhưng trong một vài trường hợp khác họ lại VIP hơn người dùng Haki và tỷ số về thế cân bằng là một đều. Tiềm năng và giới hạn phát triển. Nếu như trái ác quỷ có loại xịn sò và loại phế phẩm thì Haki cũng vậy. Có người dùng Haki đến mức xuất thần nhập quỷ, nhưng cũng có không ít con gà mờ chỉ dùng ở mức chơi dưới cả cơ bản, ví dụ như đám tôm tép hải quân. Nhưng nếu xét kỹ ra thì tiềm năng và giới hạn phát triển của Haki sẽ nhỉnh hơn đấy anh em ạ. Cụ thể thì đây là sức mạnh tinh thần của con người nói riêng và toàn bộ những sinh vật sống nói chung. Chỉ cần có đủ ý chí và khả năng kiểm soát sức mạnh ý chí, họ có thể liên tục phát triển trình độ của mình. Tức là dù có cải chay thì cũng có thể master, nếu không muốn nói là phần lớn master Haki đều là dân cải chay. Trong khi đó, ăn trái ác quỷ giống như là đang đặt cược vào nhà cái đến từ châu Phi vậy. Nếu ăn trái ác quỷ xịn sò top server, dù là một kẻ cùi mía tại Biển Đông cũng có thể trở nên cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu ăn nhầm một năng lực phế thì giống như là tự giới hạn bản thân lại vậy. Nhiều anh em nói rằng là không có trái ác quỷ phế, chỉ có người sử dụng phế mà thôi. Nhưng mình hỏi thật nhá, nếu anh em ăn phải trái cư cư của Chilson hay là phư cư của Kinemon thì đánh đấm kiểu gì nếu không học thêm những thứ bên ngoài kiểu như là kiếm pháp hay Haki chứ? Chúng ta cứ lấy Luffy ra làm ví dụ nhá. Trái cao su của cậu trước đây chỉ thuộc dạng trung bình nên dù có dùng hết óc sáng tạo và cho ra đời Gear Second, Gear Third thì nó cũng chỉ đủ để đi đến cửa ngõ của tân thế giới mà thôi. Ngay sau đó, với việc kết hợp giữa Gomu Gomu và Haki thì chúng ta mới có một trạng thái Gear 4 cực mạnh khác hoàn toàn so với phần còn lại đấy. Nói đến đây thì hẳn anh em cũng nghĩ ngay đến người dùng Haki sẽ VIP hơn được không nào, nhưng chưa chắc đâu nha. Để có thể học được Haki, một nhân vật phải trải qua vô vàn khó khăn ở tân thế giới. 1.000 người thì chắc chắn phải ngỏm đến 900, 50 người bỏ trốn về Paradise, 40 người chấp nhận cuộc đời lính lác dưới trướng của các nhân vật lớn và chỉ 10 người là đủ trình làm chủ được Haki mà thôi. Đấy là còn chưa kể đến việc dùng được Haki không đồng nghĩa với sức mạnh. Đừng thấy Luffy chỉ mất 2 năm để thuần thục các dạng cấp cao mà anh em tưởng dễ nha. Đối với đa số các nhân vật khác, dù có bỏ công sức cả đời, họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản mà thôi. Một số người sở hữu Haki cấp cao chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, đâu đó khoảng 20-30 trong số hàng chục, hàng trăm triệu người ở tân thế giới. Và họ cũng đều phải trải qua đủ đắng, cay, ngọt, bùi, thậm chí là tiệm cận ranh giới sinh tử nhiều lần đấy. Nói chung là khó khăn, giống như người Việt tranh cử Tổng thống Mỹ đấy anh em ạ. Thế còn trái ác quỷ thì sao nhỉ?
Vì không phải ai cũng cảm nhận được da trái ác quỷ bằng vẻ bề ngoài giống như dâu đen, nên việc đa số việc ăn thứ này đều là canh bạc của cuộc đời thôi. Dù vậy, vì có quá nhiều trái ác quỷ nên số lượng người sở hữu năng lực mạnh mẽ cũng nhiều hơn so với số người có haki mạnh, như là doan cổ đại này, Doja này, doan thần thoại này, đến cả Paramecia cũng có khoảng chục trái thuộc top mạnh. Điều đáng nói là công sức bỏ ra trong việc mạnh bằng trái ác quỷ là ít hơn và đáng kể so với việc tập luyện haki. Điển hình nhất chính là Luffy chứ không đâu xa đâu. Ban đầu dù mất rất nhiều công sức để có thể học được 3 loại haki cấp cao, nhưng vì trình độ chưa đủ nên cậu gần như là không đủ sức mạnh để có thể thắng nổi Kaido. Thế mà trái ác quỷ thức tỉnh phát làm bố thiên hạ luôn đấy. Suy cho cùng, nếu xét theo mặt bằng chung, việc mạnh bằng cách lạm dụng trái ác quỷ sẽ phổ biến và dễ dàng hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin rằng tiềm năng sức mạnh của haki là to lớn hơn. Bởi vì trừ Hitohito Modo Nikaza thì chưa một cái năng lực nào thực sự tỏ ra quá khác biệt so với phần còn lại cả. Dù Gura Gura đi chăng nữa thì trong chiến đấu nó cũng chỉ sánh ngang với haki bảo vương cấp cao mà thôi. Vậy ở phần này anh em chọn thuần haki thắng hay là trái ác quỷ thắng? Hãy cùng comment bên dưới cho xăm soi biết nhé. Trái ác quỷ rất mạnh nhưng haki mới là tối thượng. Cuối video thì mình muốn chia sẻ nhận định của mình đến với mọi người, đó là trái ác quỷ nhìn chung là món quà của tạo hóa, đại diện cho ước mơ của con người. Nhưng haki thì chính là thứ đại diện cho ý chí và cũng là thứ sức mạnh tối thượng nhất ở trong One Piece. Chúng ta cứ nhìn vào những nhân vật lớn là anh em sẽ thấy nhá. Những người chỉ dùng haki thuần túy vẫn có thể leo top server. Những người chỉ dùng trái ác quỷ thì không bao giờ làm được như vậy. Họ ít nhiều phải chui rèn thêm haki của mình. Đến cả dâu đen, kẻ được xem là cuồng trái ác quỷ nhất cũng phải rèn luyện để master được haki thì mới xứng đáng với danh hiệu tứ hoàng. Tuy nhiên rồi, đó thì chưa phải là tất cả đâu. Anh em đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao dâu trắng vừa có 3 dạng haki cấp cao, vừa có trái Gura nhưng vẫn chỉ đánh ngang cơ, thậm chí là được cho là yếu hơn một xíu so với Roger hay không? Theo mình đó là vì Roger và Gap sở hữu một trình độ haki đặc biệt gì đó hơn cả chữ cấp cao, và nó có thể được so sánh khi và chỉ khi người ấy không ăn trái ác quỷ. Thế nên thì Shanks cũng noi gương thuyền trưởng của mình, từ chối ăn loại trái cây này, và cái kết là hiện tại anh đang sở hữu haki VIP Pro nhất, khác bọt hoàn toàn so với phần còn lại của thời đại mới. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà nếu như thế thì Kulu sẽ mãi mãi không đạt đến được haki tối thượng. Thế nên Oda phải tìm một cách trong đó để bên nhà ta vừa có Nika, vừa có haki VIP Pro hơn cả ông nội mình hay là vua hải tặc trước đây. Thế thì mới có thể làm những điều mà trước nay chưa ai đã làm được. Vậy thì anh em có đồng ý quan điểm với mình rằng việc một người dùng haki thuần sẽ toàn diện hơn một người chỉ biết lạm dụng trái ác quỷ hay không? Nếu có thì ấn một like cho xăm soi biết nhé. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận ngay thôi nào. Đầu tiên là bạn Ngô Thắng: AD làm kèo các ngũ lão tinh với các tứ hoàng từ trước đến nay đi ạ. Ok là luôn bạn ơi, cơ mà chúng ta phải chờ thêm một vài trăm nữa để xem rằng ngũ lão tinh đánh đấm ra sao đã rồi nhá, chứ hiện giờ mới chỉ là nhá hàng thôi. Bạn Nguyễn Hiếu: so sánh Luffy với Mihawk đi ạ. Xét theo logic thì Luffy hiện tại chắc cũng chỉ 1-9-1 với Mihawk đấy bạn ạ. Cơ mà đó chỉ là dự đoán thôi, còn nếu đánh tử chiến thì chưa biết là bạn thân của Shanks sẽ còn điên rồ đến mức nào đâu. Và cuối cùng là bạn Thanh Nguyễn: hy xăm soi, hy vọng ra nhiều clip hấp dẫn hơn. Cảm ơn bạn nhiều nhá, mong là bạn Thanh cùng với toàn bộ anh em viewer sẽ luôn đồng hành với xăm soi nhá. Cuối cùng cảm ơn anh em đã theo dõi đến giây phút cuối của video ngày hôm nay. Nếu mọi người cũng muốn lên TV giống như 3 bạn may mắn bên trên, đừng quên để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo vào ngày mai nhé.